Đấy, những cái bộ này thì về đấu khá là dễ nè, chỉ có cấp nguồn vào đây thôi, kiếm một con khởi á, ta đấu thêm vào. Những cái mặt này thì mình chủ yếu mình là mình gửi cho anh em, chứ những cái mặt này thì không có bán nhé. Những cái mặt này mình không có bán, tại vì bán thì mình rách tủ. Những cái mặt này về anh em tự có dây này nè, về hai cái dây này đấu ra phao thôi, còn một cái dây đấu khởi. Đấy, những cái bộ này phải đấu qua khởi nhé, tại vì mình làm cái mặt này mình xả trong bò ra, mình xả bò ra thì lấy mấy cái tận dụng mấy cái bò này thì relay này cũng xuất bài, nhưng mà relay nó cũ nhặt, kiếm được mấy cái con bò này relay này nó tốt hơn, nó tốt hơn là mấy mấy cái con relay này nè. Đấy thì mình xả mặt ra, con này con ông rông luôn nè. Đấy, con này của ông rông ha, thì nó chỉ có một cái cấp nguồn 220 vào cái pin áp, một cái cầu diode, một con tụ nắn, tụ lọc cầu diode nắn nè, nắn từ con này nè, con pin áp này là nó là pin áp này là 12V ha, thì cấp đây 12V, cấp đây 2.2 thì nó ra đây là 12V. 12V thì mình sẽ dùng một con diode, diode cầu á, thì mình nắn thành DC, DC rồi mình lấy một con tụ mình lọc thôi, thì mình cấp ra relay. Con diode này thì nó, khi mà con relay này đóng cắt thì nó dập cái sung sung đóng cắt của con relay thôi. Cái đèn này đèn bóng nguồn, thì những cái mặt này mình có vẽ trên kia, mình có gửi, mình đang có đăng hết rồi, thì em cứ làm theo là được, chắc thành rẻ. Đây là ta mua cái fit này, mua cái fit này về chúng ta cắt ra được hai mặt. À, đây, fit cắt ra. Còn bên nắp này thì nếu mà con bề nắp thì lấy con bên nắp to này, con này 2A, 2A thì công suất nó lớn hơn. Còn mà con này thì con bé này thì là 1A, không phải 1A đâu, 1VA là nó. Đó. Đây, mình hay xài con bé này thì nó gọn hơn. Thì về cứ cứ ráp theo mặt chúng ta, kiếm kiếm một con khởi bãi, hoặc là một con khởi như vậy cũng được. Chúng ta đấu như vậy thì mặt nó sẽ chạy được vài năm không hư đâu. À, giống như cái tủ điện nhà mình cũng đang xài cái mặt đấy. Xài khá là lâu rồi không có hư. Đấy, còn cái mặt thì đáp hai delay ha, như vậy chúng ta tận dụng mấy cái bo đó. Tận dụng trong mấy cái bo này có linh kiện khá là nhiều nè, những cái cầu điếu thì nó trong mấy cái mặt đó, mấy cái mặt điện đó. Còn chúng ta kiếm mấy cái nguồn ATX thì nó cũng có mấy cái linh kiện khá là nhiều, như là tụ lọc nè, cầu diode ha. Đây thì nếu mà chúng ta tận dụng được chúng ta làm thì giá thành nó rẻ hơn nếu mình ở nhà chúng ta xài. Còn mình ráp tủ, mình gửi cho thợ thì mình phải mua mấy cái bộ nó có sẵn trên thị trường làm cho nó nhanh, mình không có thời gian nhiều mình làm mấy cái mặt này.